cửa hàng lột máy cưa. Xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì cả chúng em thanh lý cho anh em hai cái mẫu máy cắt cỏ này. À quên, mẫu máy cưa chứ anh em. Đấy. Hai mẫu này nha, một con là máy cưa mini và một con máy cưa to. Hai con này thì nó là dòng Trung Quốc xuất Nhật anh em nhá. Đấy, dòng này thì nó là dòng Trung Quốc xuất Nhật. Không phải là dòng máy ấy đâu. Máy tàu hàng dởm đâu anh em. Bởi vì trên cái thị trường của Nhật ấy, anh em cứ yên tâm là nếu mà đã suốt được qua tới cái thằng Nhật rồi đấy anh em, thì cái độ bền hay là máy móc của nó ấy, thì nó phải đảm bảo chất lượng thì nó mới cho xuất khẩu qua thị trường của bên Nhật anh em nhá. Và dòng này thì nó là hàng Trung Quốc xuất Nhật này. Đấy, máy móc tình trạng thì khá đẹp, khá chất lượng cho anh em luôn. Nếu mà anh em về nhu cầu sử dụng ít, sử dụng gia đình ấy, thì làm con này cho cả chúng em, bao bền, bao chất lượng cho anh em nhá. Và giá thành ấy, thì rất là hợp lý cho anh em. Như con mini này đây anh em, con mini này đây chỉ có một củ 250 thôi, là 1.250.000 thôi anh em nhá. Đấy, có hai con bán cho anh em ấy, để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em không xài ít thì lấy con này cho nó hợp lý túi tiền này. Đó, và máy tình trạng thì còn quá ok luôn anh em nhá. Đây, núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đây, thắng xích khóa xích có luôn này anh em. Sử dụng là lam sẽ dài là 30cm cho anh em nhá. Xích là xích chung 91 này, xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều luôn anh em nhá. Đấy. Đây, sử dụng hai ốc chân lam này. Đây, xuất khẩu qua bên thị trường Nhật nên là nó có chữ Japan đầy đủ hết cho anh em nhá. Đây cho anh em nhìn này. Anh em nhìn có rõ không? Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đó, có mã số ký hiệu đàng hoàng hết anh em nhá. Đó, nếu mà anh em nhu cầu sử dụng ít thì làm con này cho cả chúng em. Cân nặng con này thì khá nhỏ nhẹ, chỉ khoảng 3kg thôi anh em nhá. Có 3kg cho con máy này thôi anh em. Anh em về cắt cành tỉa nhánh này, thay vì anh em bây giờ đang tìm mua máy cưa điện đúng không? Làm con này cho cả chúng em, máy móc nổ khỏe và ngon hơn nhiều, đến lúc phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nhá. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua này. Em thấy ok cho anh em đó. Đây. Đấy không? Giật rất là nhẹ nhàng nha. Đó, thấy không? Đấy, một củ 250 nha anh em nha. Con này thì nó là mini, bán thanh lý cho anh em về sử dụng gia đình ấy thì làm con này cho nó ok nha anh em nhá. Và dòng này thì độ bền rất là cao đấy anh em về cứ yên tâm sử dụng. Máy thì nếu mà anh em không tin tưởng ấy thì em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng cho con máy này. Bảo hành 6 tháng sử dụng cho anh em nhá. Đấy. Còn một con to nữa, con này thì nó cũng là như thế luôn. Đấy, cũng là như thế luôn. Nhưng mà con này thì công suất to hơn cho anh em nha, cho anh em về cắt hạ gốc cây đồ linh tinh, cắt cành để nhánh. Bán thanh lý cho anh em có 1.150.000 cho con máy này thôi. Con này là 1.150.000 nha anh em nhá. Đấy, lam con này sẽ dài 55cm cho anh em có lốc hợp kim nhôm này, lốp bô này. Đấy, bô inox luôn anh em nha. Đấy, hàm rồng găm gỗ đầy đủ, có tích hợp trục giá trợ lực đầy đủ cho anh em này. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam nha. Đây, tem mác này. Đó, dập trên mã số ký hiệu đàng hoàng ấy anh em nhá, dập lốc này. Anh em nhìn cái tem nhôm của nó ở đây chưa? Đấy. Xét suốt qua thị trường Nhật Bản nha anh em nhá. Đấy. Con này là 1.150.000, anh em đang cần thì liên hệ cho cả chúng em. Con này thì về cắt hạ gốc cây thì vẫn là ok nha. Bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng luôn. Bảo hành 6 tháng cho anh em luôn anh em nhá. Đó, anh em về gọi như là cắt hạ gốc cây hoặc là cắt gỗ to ấy thì làm con này sử dụng gia đình là rất là thoải mái nhá. Đấy, phụ tùng thay thế rất là dễ dàng. Hai con này thì được phụ tùng đều là dễ dàng anh em nhé. Anh em ấy đang cần tìm máy cưa xích đó, anh em về sử dụng gia đình, sử dụng tần suất ít, cần một chiếc máy cưa giá thành sinh viên nhưng mà vẫn đáp ứng độ bền cao cho anh em thì hai con này thì rất là ok anh em nha. Con này là 1.250.000 này, con này là 1.150.000. Giá thành công khai trên video luôn, bán thanh lý cho anh em nha. Anh em đang cần tìm máy cưa xích thì gọi ngay cho em nha anh em nha. Đó, cho em xin thông tin địa chỉ, em ship đến tận nhà cho anh em luôn. Ở đâu cũng có thể ship được, trong toàn lãnh thổ Việt Nam luôn anh em nha. Xin chào toàn thể anh em.